Chuyện thứ 10, ông Lê Văn Khự, 39 tuổi được vãng sanh. Ông Lê Văn Khự sinh quán tại xã Xuân Hải, quận Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Trung Phận. Con trai lớn của ông Lê Khẩn trước kia sống nghề đánh cá biển. Gia đình ông Khẩn đã quy y theo Phật giáo Hòa Hảo năm 1958. Lý do xuất gia nhằm mục đích phổ truyền thánh giáo của Đức Tôn Sư Đoàn Phổ Thông Giáo Lý tỉnh Châu Đốc, có đến tại Sông Cầu để mở nhiều cuộc thuyết trình. Suốt thời gian 40 ngày, qua những ngày làm Phật sự, đoàn từ giã về Nam, ông cùng một số nam nữ trẻ tuổi liền xin phái đoàn hướng dẫn vào Nam tu học. Khi vào Nam, ông được đưa về trụ tại chùa Bủ Lâm, xã Phú Lâm, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Ông có một bản tính điềm đạm, chất phác. Kể từ khi lìa quê thì gia đình ông đổi lại không làm nghề biển nữa, mà chỉ làm nghề nông để độ nhật và tu theo đường lối học Phật tu nhân của người cư sĩ. Chuẩn bị vãng sanh. Đến năm 39 tuổi, ông Khự phát bệnh kiết lỵ khá nặng, được người nhà đưa đi điều trị tại bệnh viện Sông Cầu nhưng không thuyên giảm. Lúc bệnh hoành hành, ông thấy các loài ngạ quỷ hình thù quái dị đến chồm hổm bắt mình. Lúc đó, ông kêu cha mà nói chuyện này và xin cha mẹ đem mình về nhà lo hộ niệm. Vì con sắp đến ngày bỏ xác nên cận tử nghiệp đến với con. Nếu cha mẹ thương thì lo về mặt tinh thần cho con và dặn người nhà để con được yên tâm niệm Phật đặng vãng sanh tịnh độ. Ông cũng kêu cha mẹ và các em ở lại ráng lo tu hành cầu sanh lạc quốc để được vĩnh viễn an vui. Bởi ta bà là giả tạm khổ đau, vạn vật vốn vô thường, có sanh thì có diệt. Khuyên cha mẹ và các em đừng buồn thương mình mà ráng lo tu hành, mình sẽ gia hộ cho. Đến ngày 30 tháng 10 năm 1989, ông cho biết là mình sắp được vãng sanh, rồi bình tĩnh niệm Phật, đến 5 giờ chiều là bỏ xác. Thuật theo lời ông Lê Khẩn. Lời bình: ông Lê Văn Khự quả là một tín hữu có duyên lành từ lũy kiếp. Dầu sanh ra cách xa vùng thánh địa mà gặp được chánh pháp của Đức Thầy mà phát nguyện xuất gia trong thời kỳ niên thiếu 20 tuổi. Với lứa tuổi của bao thanh niên, điều gì tài sắc và bắt cái bóng hạnh phúc trong mộng, trong mơ, để chung cuộc chỉ mang câu thất vọng. Thế mà có ai nhận rõ lý chơn? Trái lại, đồng đạo Khự chê chán cái cảnh hạnh phúc giả ảo vô thường, để kịp thời đi tìm cho được cái chân hạnh phúc. Chuyện thứ 11, ông Nguyễn Văn Chẩn được vãng sanh. Ông Nguyễn Văn Chẩn sống bằng nghề làm bún mà độ nhật, nên người ta gọi là ông Bảy Bún. Ông Bảy sanh quán tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có một vợ và ba con. Lý do ngộ đạo: thời gian Ban Phổ Thông Giáo Lý tỉnh Châu Đốc đi truyền bá giáo lý ở Trung Phần, năm 1970 có đến lưu trú ở nhà ông Bảy. Vốn sẵn có duyên lành nên cả gia đình ông đều phát nguyện quy y. Ông bà cũng ăn chay trường và trì hành tịnh độ, thường tham gia vào các công tác từ thiện theo đường lối học Phật tu nhân. Đồng thời, ông hiến cả ngôi nhà của mình tại số 117 đường Đồng Nai cho giáo hội làm trụ sở, và ông được đồng đạo bầu làm hội trưởng thị xã Nha Trang. Ông Bảy thường nói với vợ con rằng: đời tôi chỉ biết có câu lục tự là một món thuốc bổ vô giá, và đối với tôi chỉ có đạo là quý hơn hết, kể cả mạng sống của mình. Nếu không gặp chánh pháp của thầy mà tu thì dù có sống trên tiền rừng bạc biển cũng chỉ là tên nô lệ cho vật chất mà thôi. Thời gian phát bệnh và vãng sanh, vì tuổi già sức yếu, ông thường đau ốm liên miên, nên đối với sự tu hành lại càng tha thiết cầu sanh tịnh độ. Đến ngày 9 tháng 11, ông Bảy kêu vợ con đến mà nói rằng: tôi sắp được vãng sanh, giờ con ở lại ráng lo tu thân hành thiện và niệm Phật cần chuyên như tôi thì sau này sẽ không mất phần. Ông còn khuyên gia đình nên hộ niệm. Rồi ông duỗi thẳng tay chân mà niệm Phật một cách tỉnh táo ra đi. Triệu ứng vãng sanh. Ba hôm sau,
tức là ngày lễ khai mộ, có đủ mặt vợ con và người cháu kêu ông bằng cậu. Cháu ông đứng trước mộ phần mà cầu nguyện như vậy: từ trước tới giờ cháu thấy cậu tu hành rất chân chánh và tha thiết cầu sanh tịnh độ, nhưng không biết cậu có được mãn nguyện không? Nếu được thì cậu ứng hiện cho cháu và đồng đạo thấy một điều gì để có đủ niềm tin trên đường tu tịnh độ. Câu nguyện vừa dứt thì từ mộ ông Bảy một ánh sáng kỳ diệu hiện ra, chóa mắt mọi người, chiếu thẳng lên không trung và hướng về phương Tây. Mọi người có mặt đều xôn xao không biết điều gì, còn cháu ông Bảy thì liền hướng về phương Tây mà phát nguyện cầu vãng sanh và tin tưởng tuyệt đối sự nhiệm màu ở yếu môn tịnh độ. Thuật theo lời con trai thứ ba của ông Bảy. Lời bình: đọc chuyện trên ta thấy ông Chẩn là một tín đồ gương mẫu. Thế gian thì người ta trọng tiền của, ai cũng muốn bảo thủ góp tôm. Đôi khi vì nó mà họ còn làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, hoặc vì nó mà họ gây ra biết bao tội dạ, giết chóc lẫn nhau. Còn ông Bảy mới phát tâm, lại đem nhà mình hiến làm trụ sở cho đạo, đó là một gương hạnh xả kỹ, dị tha, đáng quý. Điểm thứ hai là dù đang sống ở đô thành, lại là xứ biển, biết bao là cá ngon, thịt béo, nhưng ông lại phát nguyện tuyệt sát trường chay. Điểm thứ ba, gặp thời pháp nạn, lại sống cảnh lẻ loi không người trợ trưởng. Thế mà ông không thối chuyển, lại càng tinh tấn nhiều hơn, và thường khuyên mọi người nên cần chuyên làm lành niệm Phật. Bởi nhân toàn thiện nên quả được trọn lành. Để giải nghi cho con cháu và mọi người thấy rõ cái cao quý và nhiệm màu của người được an vị nơi cửu phẩm liên hoa là tự tại, nên một đạo hào quang hiện sáng cả vùng và chiếu thẳng về Tây cho mọi người thấy biết cái kết quả giảng sanh của ông mà hăng hái lo tu. Bởi chỉ một kiếp hành trì tịnh độ mà được vĩnh viễn an vui, thật là chớ để đến già mà niệm Phật, thiếu chi mồ trẻ đã qua đời. Và Đức Thầy đã dạy, phải ráng tu đặng mà chết, chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Chuyện thứ 12, ông Nguyễn Văn Kiệt, 43 tuổi, được giảng sanh. Ông Kiệt sống nghề ruộng rẫy, có một vợ và 6 con. Nguyên nhân phát tâm, ông bị bệnh phổi, đã chữa trị nhiều phương thuốc mà không mạnh. Nhận thấy con người cứ mãi triền miên trong 4 cái khổ: sanh lão bệnh tử mà không ai thoát khỏi. Vì muốn tìm ánh sáng diệu màu của Phật pháp, nên ông thường xem giáo lý của Đức Thầy, bởi nhận được câu: trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Ông Kiệt vui mừng vô hạn, đây mới là con đường vĩnh viễn an vui. Từ đó ông phát nguyện trường chay và chuyên tâm niệm Phật. Khi ông được 38 tuổi, ông thường tham gia công tác xã hội như kiếm thuốc nam hoặc giúp người trong cảnh khổ. Ông Kiệt lại có đức tánh nhẫn hòa đặc biệt, nên được nhiều người yêu mến. Chuẩn bị giảng sanh, đầu năm 1987, ông Kiệt kêu vợ con mà nói rằng: tôi muốn yên tâm niệm Phật để cầu được vãng sanh. Vậy từ đây tôi giao hết việc nhà cho bà ráng lo nuôi con và dạy cho nó biết đạo lý nghĩa nhân. Còn tôi thì không làm mà cũng không uống thuốc nữa. Từ đó ông Kiệt chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bởi gia cảnh nghèo nên sự ăn uống của ông rất thất thường. Một hôm ông Tiễn, người anh thứ hai của ông Kiệt, từ chợ Đồng Tiến đến thăm. Thấy vậy ông liền nói: em bệnh mà ăn chay cực khổ quá, làm sao mà mạnh được. Thôi theo anh về ở bên đó gần chợ, tiện anh mua tàu hũ và rau trái bồi dưỡng cho có sức, chứ ăn như vậy sao được. Vì sự nhiệt tình của anh cho nên ông chịu theo về Đồng Tiến ở trên lầu dưỡng bệnh. Đến ngày 22 tháng chạp, chị thứ ba ở Hòa Hảo đến thăm. Khi ra về, anh kêu chị mà dặn: chế à, ngày 26 chế nhớ qua thăm tôi sớm nhé. Rồi ông kêu anh hai dọn chỗ cho mình xuống dưới nằm. Ông Tiễn nói: không được đâu,
ở dưới trống trải lắm, em nằm trên này đi. Ông Kiệt nói, nằm ở đây bất tiện lắm, em chỉ nằm tạm ít ngày chứ lâu lắc gì mà sợ trống trải. Ông Tiễn tưởng em muốn về nhà ăn Tết nên cũng chiều em, chứ đâu có ngờ em mình sắp giảng sanh nên muốn xuống dưới cho dễ dàng. Đến 4 giờ sáng ngày 26 tháng Chạp, như thường bữa, vợ ông vô thăm hỏi, ông khỏe không? Ông đáp, khỏe thôi, bà đi đổ dùm cho tôi cái ống nhổ này, rồi vô đây tôi nói cho bà nghe một chuyện vui lắm. Chị Năm liền bưng ống nhổ đi đổ. Khi trở vô, chị giật mình vì ánh sáng từ trên không chiếu xuống chỗ chồng mình một cách lạ thường. Lúc đầu chị cứ ngỡ là anh hai rọi đèn pin, nhưng thấy sáng hơn đèn pin nhiều. Chị chạy riết vô coi cái gì thì thấy anh Năm Kiệt ngồi chắp tay mà đầu thì hơi cúi xuống. Chị hỏi, ông làm cái gì vậy? Không thấy ông Kiệt trả lời, chị đến giờ thì tay chân anh đã lạnh. Tội nghiệp, chị Năm không hiểu gì, liền đi lấy đồng xu định đè ông Kiệt cạo gió. Lúc đó ông Tiễn đang uống cà phê ngoài tiệm, có người kêu nói, ông Tiễn ơi, về coi bộ nhà ông bị cháy hay sao mà ánh sáng sáng quá kia kìa. Ông Tiễn hoảng hồn chạy về nhà, thấy nhà cửa sáng rực mà chị Năm thì đang sắp sửa cạo gió cho anh. Ông Tiễn hỏi, thiếm làm gì vậy? Chị nói, anh Năm lạnh mình lạnh bảy hết rồi. Ông Tiễn coi kỹ thì lắc đầu nói, nó đã chết rồi mà cạo gió gì nữa. Từ khi anh Năm Kiệt giảng sanh, có lẽ thấy được sự nhiệm màu của Phật Pháp mà gia đình anh Năm đã ăn chay và đồng tu hết cả nhà. Thuật theo lời chị Ba Thó, chị của anh Năm Kiệt. Lời bình. Ông Kiệt là một cư sĩ nghèo, lại bệnh lao phổi, chứng tỏ anh là người nghiệp nặng. Nếu tu tự lực khó đạt tới mức thành công, chỉ có pháp môn tịnh độ mới đới nghiệp giảng sanh, nên chỉ một thời gian ngắn mà có được ấn chứng lành như thế. Chuyện thứ 13, anh Lê Văn Vấn, 27 tuổi, được giảng sanh. Anh Lê Văn Vấn, người ở xã Long Thuận, ấp Long Thạnh, huyện Hồng Ngự, con của ông Lê Văn Nhĩ và bà Võ Thị Chen. Ông sinh năm 1946, cha mẹ ông là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Phát tâm tu, tu sĩ Vấn vào chùa Bửu Long, xã Long Thuận lúc 17 tuổi. Năm 1963, ông ở đây chuyên lo học hành giáo lý và sớm chiều lễ bái công phu. Tu sĩ Vấn ở đây 10 năm, cùng sống chung với hai cụ trụ trì, vốn là người miền Trung. Đó là ông Từ Hai và Từ Ba, mà người ta thường gọi là Ba Quế. Tu sĩ Vấn từ khi phát tâm đã ăn chay trường và có dự mấy khóa học đạo, khóa đạo pháp khai tâm. Sau khi dự khóa, Vấn cũng trở về ở chùa như trước. Thời gian này còn phát triển công hạnh giúp đời bằng cách hốt thuốc nam giúp cho quần chúng có bệnh ở quanh vùng. Tu sĩ Vấn còn đi làm giảng viên cho các khóa đạo pháp khai tâm. Hạnh tu đáng lưu ý của Vấn là chuyên lo niệm Phật, tin sâu về tịnh độ, cố gắng làm lành và có chí nguyện giảng sanh, hành trì theo đường lối của Đức Huỳnh giáo chủ đã dạy. Phát bệnh và bò sát ngày 9 tháng 11 âm lịch năm 1973, tu sĩ Vấn phát bệnh nặng, mắc chứng thổ huyết, sau đó được đem về nhà điều trị. Nhiều người trong thân quyến, kẻ thì bảo đi bệnh viện Long Xuyên, người thì chỉ thầy này thuốc nọ. Nhưng anh Vấn đều khước từ không chịu đi xa. Đến ngày rằm tháng 11, bệnh thêm trầm trọng nên đồng đạo đã tổ chức đặt bàn Phật cầu nguyện suốt mấy đêm. Trong khi hấp hối, lại có sự hiện diện của đồng đạo rất đông. Khi ấy, tu sĩ Nguyễn Văn Điêu đến bên Vấn kêu và hỏi, đệ ba, đệ ba, đệ còn nhớ niệm Phật không? Lúc đó, Vấn lấy tay chỉ vào ngực, tỏ ý nhớ niệm Phật, đồng thời khoát tay cho biết đừng hỏi. Bên ngoài tiếng hộ niệm của các liên hữu vẫn đều đều. Liền đó, tu sĩ Vấn chấp hai tay lên ngực niệm Phật, rồi dứt thở vào lúc 9 giờ 15 phút ban đêm. Điềm lạ xuất hiện. Trong khi di chuyển quan tài, bàn hương án được khiêng đi trước.
Tiếng hộ niệm đưa linh của đồng đạo nam nữ gian điều. Đang lúc hạ quyệt, tu sĩ Nguyễn Văn Bảo bỗng la lên và chỉ: "Coi kìa, ánh sáng trên trời lạ quá mấy ông ơi!" Lúc ấy, mọi người nhìn lên đều thấy một dần ánh sáng màu xanh từ hướng Tây bay đến trên phần mộ dừng lại, rồi từ từ chuyển đi và mờ dần. Các đồng đạo có mặt trong khi đưa đám tang, ai cũng hân hoan cho rằng tu sĩ Vấn đã được giảng sanh. Viết theo lời tường thuật của Nguyễn Văn Bảo. Lời bình: tu sĩ Vấn đã có tu nhiều kiếp qua, nên nay nhằm thời kỳ Phật lâm phàm mở đạo, và khi lớn lên sớm xuất gia vào chùa tu hành, trong độ tuổi 17 xương xanh. Thật là duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi ai là người tỉnh thức, hãy mau chân bước lên đường giải thoát, để cùng nhau chầu kiến Phật Di Đà. Dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thèn con lành Phật giáo. Nam mô A Di Đà Phật.